con gái cưng. Sao vậy Phương Linh? Sao có mặt con dữ vậy Phương Linh? Cái thằng đó nó đánh con chứ đâu. Thằng Hai Hảo. Chứ cha nghĩ coi, ai dám đánh con ngoài thằng đó? Thằng Hai Hảo, nó dám đánh con, cái thằng bắt dạy. Cha vô lấy súng bắn chết cha nó. Cha, vuốt giận, vuốt giận nè. Mày đi đâu? Con, tao nói mày câm. Mày thằng chó. Ông ơi. Mày im. Mày ha, đồ rác rưởi, đồ đĩa là heo chân hạt. Mày ớt ách tử thôi cho người. Mày về muốn phản bội mày ớt ách con khác hả? Ông ơi con. Mày biết hết mua đồ của cha con tao rồi. Đây. Cha. Bơi bà. Bơi. Bà. Thank you.